Hôm nay tôi xin giới thiệu với học viên à, dự tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức một phương pháp à, ôn tập tốt nhất đó là vừa học câu hỏi trắc nghiệm, à, vừa học lý thuyết và thi thử trên phần mềm online hình thức trắc nghiệm vn. Học viên có nhu cầu à, gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo số 0912 59 56 54 hoặc 0943 123 Hôm nay à, thầy giáo Minh họa cái phương pháp học đó. À, thông qua cái luật cán bộ công chức 2008 và à, sửa đổi năm 2019 à, về vấn đề giải thích từ ngữ thì sau đây à, thầy giáo Minh họa luôn à, chúng ta khởi động trình duyệt cốc cốc à, hoặc là à, Google Chrome trên máy tính hoặc trên điện thoại chúng ta gõ cái hình thức trắc nghiệm .vn tên viết liền nhau và không có dấu. À, sau đó chúng ta à, À, được cấp và à, được đó, đăng nhập vào mục nào Chúng ta chọn kích chuột vào cái mục đó Thí dụ như là viên chức ở phía dưới này à, Công chức ở phía trên Chúng ta chọn à, kích chuột vào mục 1 à, Kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức này Mục 2 kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức này Mục 3 là kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức cấp xã này Mục 4 là môn tiếng Anh à, Ôn tập dự tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thắc hạng viên chức này Theo trình độ A1 và A2 này À, môn tin học, môn tin học này ôn tập dự tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch, tăng hạng viên chức, vân vân. Chẳng hạn chúng ta kích chuột vào mục à, số 1 sau đó phần mềm yêu cầu chúng ta nhập ký danh và mật khẩu, mật khẩu phân biệt ký tự hoa, ký tự thường và không chứa dấu cách. À, lưu ý mật khẩu không dùng chung được. Nếu các em cho bạn thì bạn nó chiếm quyền đăng nhập phần mềm, thì các em mất quyền điều khiển phần mềm. Và à, khi đăng nhập à, trên thiết bị này để chúng ta phải thoát ra thì mới đăng nhập trên thiết bị khác nghĩa là chúng ta đang đăng nhập trên điện thoại thì chúng ta phải thoát ra thì chúng ta mới đăng nhập trên máy tính được và chúng ta phải thoát trên máy tính thì mới đăng nhập trên điện thoại được hoặc chúng ta đăng nhập trên máy tính ở nhà chúng ta phải thoát ra thì khi đến cơ quan làm việc chúng ta có thể đăng nhập được và đăng nhập trên máy tính cơ quan chúng ta phải thoát ra thì mới đăng nhập trên máy tính ở nhà được đấy phần mềm thông minh nó quản lý theo nickname Zalo giống như kỳ thi chính thức diễn ra mỗi một học viên là một ký danh à, số báo danh một mật khẩu đăng ký từ xa thì gọi là ký danh trong phòng thi gọi là số báo danh vì vậy các em phải bảo mật cái mật khẩu của mình sau đó chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm à, vào phần mềm chúng ta sẽ học như thế nào thi thử như thế nào chúng ta dành một ít thời gian để đọc hướng dẫn ở đây thì hôm nay thì giáo nói à, phương pháp à, thi thử và học câu hỏi trắc nghiệm về luật cán bộ công chức 2008 và sửa đổi 2019 thì trên phần mềm đây là một danh mục khá đầy đủ đây thì chỉ có trên phần mềm của thầy Quang mới đầy đủ như vậy để các em lựa chọn các mục để các em ôn tập cho nó phù hợp với đề cương của mình kiến thức bây giờ rất nhiều cho nên chúng ta cũng nên học học trước không nên giáp kỳ thi diễn ra chúng ta mới học thì nó không kịp thì tất nhiên là cũng học tắt học nhanh thì không bằng là ta phải chạy trước đây ta phải học trước nếu có ý định thi tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức thì chúng ta nên dành thời gian học trước học dần đi à, và đây là danh mục như một thư viện khá đầy đủ đây Đấy, các em lựa chọn thì bước 1 chúng ta tìm cái file lý thuyết để chúng ta à, có cơ sở à, để chúng ta học à, câu hội trắc nghiệm thì thí dụ chúng ta kéo trong phía dưới này này một hai file các cái file luật nghị định thông tư thí dụ như luật cán bộ công chức thì nó có luật 2008 và phần sửa đổi 2019 chúng ta kích chuột mục 3 thì các thầy tích hợp giữa cái điều hết hiệu lực và cái điều sửa đổi bổ sung vào trong một cái file rất dễ học để các em một cái file này là đầy đủ hết vừa luật công chức 2008 và những phần sửa đổi 2019 để các em kéo lên các em xem những cái chữ đen trên nền vàng là hết hiệu lực Thì chúng ta không phải học các cái phần mà hết hiệu lực Đấy, Ví dụ như khoảng 2 à, Điều 4 này à, Bùi vàng nên là cái điều này Chúng ta không phải học nữa à, Đối với 2008 à, Nó đã hết hiệu lực Rồi à, Vì sao hết hiệu lực Vì nó đã được sửa đổi bổ sung Bởi à, năm 2019 Thì cái phần à, bùi vàng này Các thầy đã đọc hộ cho học viên Các thầy bùi vàng ở đây rất dễ học à, Chúng ta không học cái cái phần bôi vàng mà thay thế bằng à, chữ xanh trên nền trắng đây. Nghĩa là cái khoản 2 điều 4 này chúng ta đọc à, về cái bôi vàng để chúng ta biết biết thôi à cái cũ là như vậy. Và cái mới được thay thế bằng cái chữ xanh trên nền trắng. Đấy các thấy tuyệt vời không? Các thầy đã hỗ trợ cho học viên à, là vấn đề lý thuyết phân biệt à, giữa cái luật cũ và luật mới à, được thông qua một cái file như thế này. Đó, tuyệt vời không? Rất tuyệt vời Tiết kiệm thời gian không? Rất tiết kiệm thời gian cho các em à, Vì không biết chỗ nào là à, Chúng ta phải à, đọc 2008 Chỗ nào phải đọc 2019 Thì nay thì đã tích hợp vào đây Thế còn nếu các em đọc cái văn bản hợp nhất Thì ấy, cũng được Nhưng mà văn bản hợp nhất thì nó khó học hơn Vì cũng về mặt à, Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật à, Cái văn bản hợp nhất Không gọi là văn bản quy phạm pháp luật cho nên cái cơ sở gốc vẫn là luật 2008 và phần sửa đổi 2019. Đấy, cho nên cái phần lý thuyết này thì nó nhấn mạnh cho các em hiểu văn bản hợp nhất, không à, gọi là à, không thuộc văn bản quy phạm pháp luật trong à, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật à, của nhà nước, à, của Quốc hội ban hành thì nó là văn bản hợp nhất, tức là giữa à, cái cũ và cái mới, thì cái nào hết hiệu lực thì bỏ đi, cái mới thì được thay thế vào. À, khi ta, ta đọc như vậy cũng được nhưng mà các thầy chuyên đi dạy nhiều năm các thầy dạy thầy đây kinh nghiệm dạy đại học nhiều năm thầy biết rồi thì khi mình đi học rất tường minh tức là cái cũ là như vậy này thì nay ta thay thế bằng cái mới Đó, thì chúng ta để ý là thay thế bằng cái mới là nền xanh đây à, khi các em học rồi thì các em thấy là phương pháp của thầy là rất tuyệt vời Đó, thầy học tích hợp thì các em nên tải cái file này về máy tính hoặc in ra giấy để trong tay chúng ta có một cái bản. Đấy, các em thấy các em biết này, những cái gì sửa đổi à, thì đã được bôi vàng, cái gì mà giữ nguyên thì nó vẫn là chữ đen trên nền trắng. Đó. Đấy, chính là những các cái từ mà đã bôi vàng này là cái là nó đã được à, thay thế. À, thì chúng ta để ý là rất là, là là đấy, thuận lợi đấy. Chúng ta chú ý các thầy có chú ý vào đây, luật 2019 sửa đổi điều 29 như sau đây. Đấy, như vậy cái điều 29 này thì chúng ta không học luật cũ nữa mà phải đọc cái màu xanh này. Đấy, như vậy thầy giáo giảng một chút về cái cách học cái file eh, luật 2008 và 2019 sửa đổi 2008 như thế nào. Đấy, thì nhiều em cũng hỏi thầy là làm nào cái phương pháp xem giữa hai cái luật này cho nó tốt thì chỉ có cái file lý thuyết để các thầy chuyên đi dạy là tích hợp trên cái phần mềm này các game nên tải cái file này và in ra là giấy như vậy trong tay chúng ta đã có một cái bản in về luật 2008 và những cái điều hết hiệu lực những cái điểm hết hiệu lực à, thì bôi vàng bôi trên nền vàng còn những cái bổ sung à, sửa đổi thì nó là chữ xanh à, rất là dễ đúng không em kích chuột vào cái mục này phương pháp học thế như vậy trong tay chúng ta đã có một cái file lý thuyết rồi à, sau đó là chúng ta mở cái file lý thuyết ra, nếu đọc lý thuyết không thì nó trừu tượng đấy, nhưng mà thông qua câu hỏi trắc nghiệm là tình huống cụ thể để giải quyết vấn đề, thì chúng ta dỡ lý thuyết ra để chúng ta giải thích vì sao nó lại như vậy, vì sao nó đúng, vì sao nó sai, đó, thì cái phương pháp biến cái trừu tượng thành cái cụ thể, thông qua câu hỏi trắc nghiệm làm tình huống cụ thể để chúng ta học thì nó rất là sâu sắc, đó, thì khi kỳ thi chính thức diễn ra ra đề kiểu gì chúng ta cũng làm được đây các em kéo lên phía trên đi tìm cái luật cán bộ công chức đây luật cán bộ công chức 2008 và 2019 thì các thầy viết như thế này là nó tích hợp cả 2008 và 2019 à, như phần lý thuyết à, luật thầy giáo đã nêu chúng ta không cần là học cái chỗ bôi à, bôi vàng à, nhưng mà à, nên đọc qua để biết được cái cũ là cho như vậy thì cái mới là à, nó được thay thế thì nó À, nó có nhiều cái cải tiến hơn, nó nhiều cái phù hợp với thực tiễn hơn. Đấy, thế cho nên các em chú ý như vậy. Chúng ta học từ mục 1 uh, uh, cho đến uh, mục số 10. Sau đó chúng ta tiến hành thi thử. Đấy, thì cái mục 11 này là thi thử cái phần nắm luật cán bộ công chức 2008 2019 chúng ta nắm như thế nào cho tốt. Thì cứ cô một lần uh, kích chuột thì phần mềm nó tạo ra ngẫu nhiên uh, một uh, mã đề cho chúng ta luyện đó, đầu tiên phải học trước Sau chúng ta phải thi thử xong Để xem cái khả năng nắm của mình Cái luật cán bộ công chức Là chúng ta nắm được tốt như thế nào rồi đó, Thế thì chúng ta kích chuột mục 11 Thế còn cái vừa học vừa thi thử Thì cũng được đó, Thì đây ví dụ chúng ta kích chuột vào mục số 10 này Là chúng ta học câu hỏi trắc nghiệm này đó, Chúng ta kích chuột vào mục số 10 này Sau đó chúng ta kéo xuống phía dưới Chúng ta thực hiện đề thi Sau chúng ta chọn start là bắt đầu thế thì uh, thi thử có nghĩa là chúng ta đọc câu hỏi trắc nghiệm à, a b c d đây Đã, chúng ta có thể tích chuột vào c sau chúng ta thay đổi lại là a Đã, hay là chúng ta lại thay đổi về về d Đãi. thế thì như vậy là trong quá trình thời gian làm bài đang còn thì chúng ta có thể thay đổi được cái phương án hết thời gian làm bài thì không làm được thì không thay đổi được thì phần mềm nó sẽ báo cho chúng ta được bao nhiêu phần trăm số câu trả lời đúng riêng môn kiến thức chung 60 câu 60 phút bình quân 1 phút một câu chúng ta phải trả lời được ba ít nhất 30 câu trở lên à, thì chúng ta mới qua vòng 1 lưu ý là câu số câu trả lời đúng theo cái nghị định 138 tám à, thì tuyển công chức nâng ngày công chức à, không phải là điểm à, không phải là 50 phần trăm số điểm trong trường hợp tham thang điểm mà chia đều nhau thì số câu trả lời đúng và và 50 phần trăm số điểm nó mới trùng nhau còn nếu như mà nó lệch về điểm trong mỗi câu thì nó không trùng nhau nhưng mà à, theo cái nghị định là học viên phải đạt 50% số câu trả lời đúng chứ không phải là à, 50% số điểm đâu Các em chú ý như vậy phải hiểu và sâu sắc là như thế thế cho nên chúng ta muốn qua được môn kiến thức chung phải được ít nhất 30 câu trả lời đúng trở lên Một tiếng anh 30 câu 30 phút cũng một phút một câu chúng ta phải trả lời được ít nhất 15 câu trở lên môn tiếng uh, môn uh, uh, môn uh, uh, tin học và cũng như vậy uh, tiếng Anh và tin học 30 câu 30 phút mỗi mỗi môn thì chúng ta phải trả lời được ít nhất 15 câu trở lên thì đối với môn tiếng Anh đối với môn tin học cũng phải trả lời được ít nhất 15 câu trở lên thì chúng ta mới qua cái vòng một riêng lưu ý thi thực hành trên máy tính thì không có bài thi tin học uh, thi uh, trắc nghiệm trên giấy thì mới có bài thi tin học đấy các em chú ý như vậy Thế còn những đối tượng nào được miễn thi tin học, miễn thi ngoại ngữ Thì trên video trước các thầy đã nêu rồi Các em tìm, các em xem đó. Thế thì sau đó là chúng ta đăng học bài thì chúng ta chưa cần làm bài Đúng không? Ê, muốn nộp bài sớm, ví dụ thi thi thử Muốn nộp bài sớm thì chúng ta kích chuột vào finish Ở góc tay trái màn hình Để chúng ta nộp bài sớm cũng được Thì bây giờ đang học thì chúng ta chưa cần phải, à, phải chọn ABC ở đây Chúng ta kích chuột vào finish Ở góc tay trái màn hình đó, để chúng ta kéo xuống phía dưới này chúng ta tìm cái thực đơn nộp bài để nộp bài kết thúc phần mềm nó hỏi lại cho chắc chắn sau hai lần nộp bài kết thúc thì phần mềm nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái chỉ dẫn cho chúng ta cách học trên cái nền nền vàng còn cái câu trả lời đúng ở đây là do à, khi ta thi thử à, đấy thì có màu xanh mà nếu màu đỏ thì là trả lời sai để vì sao đúng phải căn cứ vào điều 7 mở cái cái điều này lên <laughs> vừa học lý thuyết vừa học câu hỏi là như vậy nó chỉ dẫn trên nền vàng đấy thế thì bây giờ thông qua cái tình huống à, câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta học lý thuyết là như thế này à, nếu chúng ta đọc lý thuyết không thì nó rất chiều tượng nhưng mà thông qua à, câu hỏi trắc nghiệm và tình huống đặt ra Là theo luật à, công chức 2008 sửa đổi 2019 thì cái dòng này nói lên là những cái câu à, này là được giữ nguyên trong à, trong à, trong lần sửa đổi này xác định phương án đúng về cái giá trị trong dấu nháy này à, công việc gắn với chức danh chức vụ cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan tổ chức đơn vị là từ ngữ nào sau đây từ từ ngữ thứ nhất là ngạch thì thầy giáo ký hiệu mở ngoặc là số 1 từ ngữ thứ hai là vị trí việc làm là số 2 như vậy phương án C là giải thích từ ngữ ngạch phương án D ở đây là giải thích từ ngữ việc làm thì cái giá trị này là giải thích từ ngữ ngạch ngạch hay việc làm. Nhưng ở đây phương án A là phương án 1 hoặc 2. À phương, phương án B ở đây là phương án 1 và 2. Thế thì từ hoặc và từ và ở đây chúng ta được hiểu như thế nào? Trong logic từ và, tức là phương án 1 đúng và phương án 2 đúng thì phương án 1 và 2 mới là đúng. Như vậy, cái từ ngữ này nghĩa là uh, giải thích cho từ ngạch đồng thời cũng giải thích cho từ việc là Đấy, cái từ và này có nghĩa là như vậy còn từ hoặc về mặt logic thì có 3 trường hợp xảy ra đối với từ hoặc trường hợp thứ nhất là phương án một đúng phương án 2 sai trường hợp thứ hai là phương án 2 đúng phương án 1 sai à, trường hợp thứ ba là phương án 1 đúng và phương án phương án 2 đúng như vậy cái giá trị hoặc logic này nó có 3 trường hợp xảy ra để các em chú ý như vậy Thế thì Phương án B này, 1 và 2 chỉ có một trường hợp xảy ra. Đó là 1 và 2 đều đúng. Đó. Thì cái từ hoặc trong logic và từ và là như vậy. Thế thì phương án đúng ở đây là vị trí việc làm. Đó. Vị trí việc làm. Thế thì loại trừ ngay được là gì? Là phương án 1 và 2. Còn cái chữ hoặc này là cả ba trường hợp đều đúng kia. Thì mới là phương án 1 hoặc 2. Thế chúng ta mở cái điều 7 lên. À, đấy. thông qua câu hỏi chất liệu để chúng ta tình huống đặt ra để chúng ta học lý thuyết đây chúng ta kéo xuống đây em, tải được cái file này các chỉ kéo xuống này đấy những cái mà à, bôi vàng đây là hết hiệu lực này đó hai hết hiệu lực đó chúng ta kéo xuống đây căn cứ điều 7 này đó ngạch đây vị trí việc làm đây thì tại khoản 3 vị trí việc làm là một từ ngữ à, tức là đây là cái loại định nghĩa đó. vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thì căn cứ vào khoảng 3 điều 7 định nghĩa hay là giải thích cái từ vị trí việc làm. Đó, thì là căn cứ vào khoảng 3 điều 7. Cho nên đây, đây là cái giá trị này chính là định nghĩa của cái từ từ ngữ là vị trí việc làm cho nên chúng ta chọn phương án D là đúng. Riêng các loại câu hỏi về định nghĩa từ ngữ hay là giải thích từ ngữ nó phải chính xác từng soi từng từ đấy. đấy. Nó khác một từ là nó sai với cái từ ngữ. Vì vậy loại câu này chúng ta phải soi từng từ. Đấy, phương pháp làm một cái loại câu hỏi định nghĩa. Thế thì chúng ta có thể kéo xuống phía dưới để làm các câu hỏi tiếp sau. Đấy, Thì câu hỏi trước sau là hỏi cái từ ngữ về ngạch đây câu 2 đây này thì phương án 1 và 2 phương án 1 ngạch này, vị trí việc làm là hai này, phương án 1 hoặc hai này, đấy thì tương tự như vậy. Thì các em vào phần mềm để luyện các loại câu tương tự như thế. Để, để chúng ta thuần thục. Thế còn cái loại câu uh, câu 3 này, theo luật cán bộ công chức 2008 và sửa đổi 2019 thì viết như thế này có nghĩa là những câu này, những loại câu này được giữ nguyên trong cái luật lần, lần sửa đổi đây. Chọn phương án đúng về bổ nhiệm là đây là lại cũng là à, giải thích từ ngữ đây. Phương án A à, bổ nhiệm được là à, việc cán bộ công chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo quản lý hoặc một ngành theo quy định của à, pháp luật. Thì cái căn cứ vào đây hướng dẫn chúng ta mở điều ba, à, mở điều bảy, mở điều bảy. Thì đây đáp án đúng chỉ dẫn trên nền vàng đây. Chúng ta mở điều 7 về cái từ ngữ bổ nhiệm. Đây bổ nhiệm này khoảng 5 là việc cán bộ công chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo quản lý hoặc một ngành theo quy định của pháp luật. À, chúng ta soi từng từ một ở đây thì chúng ta thấy rằng à, phương án A là đúng như trong à, trong luật, B, C, D ở đây là nó à, không đúng như trong à, trong luật. Phương án đúng là nó đúng như trong luật hoặc có nội dung đúng như trong luật. Phương án sai là nó không có trong luật hoặc có nội dung không đúng trong luật thí dụ thí dụ chúng ta đọc phương án B là chúng ta làm là loại trừ được này việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ thì đương nhiên cái từ này nó không nó không có nghĩa về một từ bổ nhiệm đấy phương án C là việc cán bộ công chức được thôi giữ chức vụ chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm thì cái phương án C này nó cũng không, không gắn với từ uh, bổ nhiệm lắm đấy thì chúng ta đọc là chúng ta phân biệt được ngay mà còn tất cả phương án đều đúng, khi có một phương án sai thì nó loại trừ ngay cái tất cả phương án đều đúng. Đấy, phương pháp làm câu 3, các em thấy tuyệt vời không? Chỉ có phần mềm của thầy mới tuyệt vời như vậy. Có hệ thống câu hỏi trắc là phân loại học viên. Đấy, các thầy chuyên đi dạy mà các em phải à, à, học nghe video xong, thì các em nên vào phần mềm để luyện. Đấy, nếu mà không luyện trên phần mềm thì rất tiếc đấy. đấy vì đây là một nó khá đầy đủ và nó khá có phương pháp làm đấy, các loại câu. Khi kỳ thi chính thức diễn ra ra đề kiểu gì chúng ta cũng làm được Đấy bây giờ ví dụ như chúng ta muốn về một cái câu uh, tương tự Thì chúng ta chỉ cần kéo con chuột xuống thôi Ví dụ câu 4 nha Theo luật cán bộ công chức 2008 và sửa đổi 2019 Phương án nào sau đây là một trong những nguyên tắc thi hành công vụ Thì đây hỏi về nguyên tắc Thì ở đây có A, B, C, D, bốn phương án Thì là một trong những nguyên tắc thì ở đây không có cái giá trị tất cả phương án đều đúng thì cái cách làm bài ở đây là chúng ta chỉ ra một phương án là nguyên tắc thi hành công vụ thế còn lại ba phương án không phải là nguyên tắc thi hành công vụ à cái loại câu mà không có cái tất cả đều đúng hoặc không có tất cả à, đều sai à, thì như vậy là chúng ta chú ý chúng ta chỉ ra cách thứ nhất à, loại câu này nên làm phương pháp thứ nhất chúng ta chỉ ra ngay được một phương án không phải là à, là nguyên tắc thi hành công vụ còn ba phương án không phải là nguyên tắc thi hành công vụ đó là phương pháp làm thứ hai phương pháp làm thứ nhất chỉ ngay đánh và phát hành ngay là chỉ ra được một phương án là nguyên tắc trong thi hành công vụ cách làm thứ hai là chúng ta chỉ ra ba phương án không phải là à, nguyên tắc thi hành công vụ thì loại trừ ra thì phương án còn lại chính là à, nguyên tắc thi hành công vụ thì cách làm thứ hai nó khó hơn thì đối với loại câu này nên làm cách thứ nhất chúng ta chỉ ra ngay được một phương án là một trong nguyên tắc thành công vụ Đã, chúng ta đọc đó là tuân thủ hiến pháp và pháp luật thì đây là chỉ dẫn cho ta tức là điều ba chúng ta mở cái điều ba lên Đã, như vậy rất là, là dễ học đúng không đấy tuyệt vời thông qua tình huống này để chúng ta đọc thí dụ điều ba các nguyên tắc thi hành công vụ à, khoản một tuân thủ hiến pháp và pháp luật khoản hai là bảo vệ lợi ích nhà nước của nhà nước quyền lợi uh, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức uh, công dân. Đấy. Khoản B, khoản 3, công khai minh bạch đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra giám sát. Khoản 4, bảo đảm tính hệ thống, thông suốt liên tục uh, thông suốt và hiệu quả. Đấy. Đảm bảo tính th hệ thống này, thống nhất này, liên tục này, thông suốt và hiệu quả. Đấy là khoản 4. Khoản 5 đảm bảo thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ như vậy căn cứ vào điều 3 chúng ta có 5 nguyên tắc trong thi hành công vụ Đấy, 5 nguyên tắc thì các em để ý đây nguyên tắc mà đây trong cái câu hỏi số 4 này nói về nguyên tắc thứ nhất là tuân thủ hiến pháp và pháp luật như vậy chỉ hỏi một giá trị này thôi Đấy, thì căn cứ vào điều ba khoản đây là là khoản 1 một điều ba thì ấy, phương án c đối với câu này là tuân thủ hiến pháp và pháp luật là phương án một trong nguyên tắc thi hành công vụ cái loại câu này nên làm cách một là chỉ ra ngay được một phương án là nguyên tắc thi hành công vụ thế còn cái loại câu là à, phương án nào sau đây không phải là nguyên tắc thi hành công vụ thì lại là thường làm cách hai tức là chúng ta chỉ ra được ba nguyên tắc trong phương án là à, thi hành công vụ để còn suy ra phương án còn lại là không phải nguyên tắc thành công vụ thì nên làm cách hai còn loại câu này hỏi về phương án nào sau đây là một trong nguyên tắc thi hành công vụ hay là xác định phương án đúng về nguyên tắc thi hành công vụ đó là cái cách hỏi của loại câu hay là chọn phương án đúng về nguyên tắc trong thành công vụ thì đối với câu 4 này thì nên làm cách một chỉ ra một phương án là nguyên tắc uh, trong thi hành công vụ để còn uh, suy ra ba phương án còn lại không phải là nguyên tắc thành công vụ thì cách làm rất rất là nhanh đấy luyện nhiều trên phần mềm kỳ thi chính thức diễn ra chúng ta áp dụng được ngay đấy để các em chú ý thế đó là phương pháp các em nên uh, nghe video xong để biết được phương pháp học sau đó chúng ta muốn uh, nhảy cóc về cái câu nào đó này nhảy về cái câu nào đó thì chúng ta chỉ cần kích chuột vào ô vuông bên này ví dụ kích chuột vào uh, câu số 10 này thì lại theo luật cán bộ công chức 2008 và sửa đổi 2019 xác định phương án đúng này cái giá trị trong ngọc kép này là việc cán bộ công chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo quản lý hoặc một ngạch theo quy định của pháp luật là từ ngữ nào sau đây là từ ngữ thứ nhất là miễn nhiệm hay là à, à, bãi nhiệm hoặc từ ngữ bổ nhiệm hay là tất cả phương án đều đúng đó Thế thì ở đây có loại tất cả phương án đều đúng thì chúng ta phải duyệt nếu tất cả các cái giá trị trong học kép này đều uh, mô tả cho uh, miễn nhiệm, đều mô tả cho bãi nhiệm, đều mô tả cho bổ nhiệm thì với tất cả phương án đều đúng. Thì chúng ta để ý cái từ ngữ này mở điều bãi lên nó chính là từ ngữ bổ nhiệm. À, chứ nó không phải là bãi nhiệm Nó cũng không phải là miễn nhiệm Và nó uh, cho nên loại trừ được tất cả phương án đều đúng Đây là một cái giá trị Được định nghĩa uh, Tại điều 7 À, nói về từ từ bổ nhiệm, đấy, chúng ta để ý, đây là điều 7 đây chúng ta kéo xuống phía dưới để chúng ta đấy thông qua câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta học mà. đây điều 7 thì chúng ta thấy đây từ bổ nhiệm này, đấy. bổ nhiệm là việc cán bộ công chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo quản lý hoặc một ngành theo quy định của pháp luật, thì đây chính là cái từ ngữ bổ nhiệm tức là loại câu định nghĩa nhận diện ra cái giá trị này là là từ ngữ nào sau đây À, trong bốn phương án à, thì loại câu này các em thấy tuyệt vời à, như vậy các em à, muốn học các mục khác các em kích chuột vào cái mục số 1 này và kết thúc à, à, phim làm việc với phần mềm chúng ta kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình chúng ta chọn nốt thoát à, các em thấy trên phần mềm rất tuyệt vời nên vào phần mềm để học à, thì trong quá trình ôn tập thì à, chúng ta muốn à, ôn tập được tốt thì cần tránh hai trường hợp sau đây À, trường hợp thứ nhất là chạy show đi tìm câu hỏi trắc nghiệm để học thì nó học đến bao giờ cho hết được à, trường hợp thứ hai là chỉ học lý thuyết không thôi học câu hỏi trắc nghiệm sơ sài thì kỳ thi chính thức diễn ra chắc chắn là bỡ ngỡ như vậy cái phương pháp tốt nhất thì giáo vừa minh họa thông qua à, câu hỏi trắc nghiệm là tình huống cụ thể để chúng ta giải quyết thì phải căn cứ vào à, luật thông tư nghị định nghị quyết thì à, chúng ta mở lý thuyết ra luật thông tư nghị định để chúng ta học vì sao cái câu hỏi đó lại đúng vì sao câu hỏi sai thì nó giảm cái chiều tượng đi Đã. nếu đọc lý thuyết không thì nó rất là chiều tượng mênh mông không hiểu nó như thế nào nhưng thông qua tình huống trắc à, nghiệm tức là thông qua tình huống câu trắc nghiệm để chúng ta học rất tốt học viên có nhu cầu gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo số 09 0912595654 à, hoặc 0943078123 sẽ được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm chúng ta vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết và thi thử trên phần mềm để biết mình được à, bao bao nhiêu à, số câu trả lời đúng để từ đó nỗ lực cố gắng lên tự đánh giá mà chúng ta hoàn toàn tự học hoàn toàn chủ động thời gian học bất kỳ bất kể thời gian nào đấy Các em chú ý thế cho nên đối với cái eh, quá trình ôn tập nó rất là à, thuận lợi không không cần phải đến lớp mà chúng ta vẫn học tốt kỳ thi chính thức diễn ra chắc chắn chúng ta sẽ làm tốt À, cạnh tranh nhau bằng kiến thức à, rất là lành mạnh chúng ta phải qua được cái vòng 1 thì mới có cơ hội dự thi vòng 2 vì thế các em phải chú ý để giáo chúc các em thành công và cảm ơn các em đã à, nghe video bài giảng của thầy